Quyên Bảo xin mến chào quý vị khán giả. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Khúc Tình Xưa. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần 1 của chương trình, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những giai điệu bolero trữ tình truyền thống đầy nhẹ nhàng sâu lắng. Tiếp nối phần 2 cũng như là tiếp nối những giá trị bolero truyền thống nhưng dung hòa thêm màu sắc âm thanh hiện đại của âm nhạc hiện nay. Kính thưa quý vị, và những ca khúc trong chương trình Khúc Tình Xưa ngày hôm nay thì chúng tôi mang tới cho quý vị những giai điệu về dòng nhạc bolero. Bên cạnh đó thì những dòng nhạc này là cũng đầy sâu lắng tình cảm nhưng cũng không kém phần hiện đại và vô cùng mới mẻ quý vị nhé. Hy vọng là những giai điệu bolero trẻ trung tươi mới này sẽ giúp bolero đến gần hơn với đại đa số khán giả yêu nhạc. Còn bây giờ, anh Thơ và Nguyên Bảo xin phép được bắt đầu phần 2 của Khúc Tình Xưa. Và trước khi bắt đầu chương trình tiếp theo ngày hôm nay thì Nguyên Bảo muốn hỏi anh Thơ một điều như thế này. Không biết là anh Thơ có tin vào một điều gọi là định mệnh không? Trong tình yêu đúng không? Đúng rồi. Thật ra nha, theo anh Thơ nghĩ á, thì chẳng ai vốn dĩ sinh ra đã là định mệnh của nhau đâu. Một nửa hoàn hảo, vẹn toàn, rất là hiếm thấy, khó tìm ở đời. Muốn là định mệnh, là duyên số của nhau thì bản thân mỗi chúng ta cố gắng dùng tình yêu thương, sự chia sẻ mà vun đắp, mà bồi dưỡng cho mình. Mà lỡ nếu như một lúc nào đó khác biệt, chẳng thể dung hòa để có thể bù đắp cho những cái thiếu sót của nhau thì có lẽ là chúng ta chưa phải là định mệnh của nhau thực sự. Không biết là Nguyên Bảo có nghĩ giống như anh Thơ hay không? Về phía Nguyên Bảo thì Nguyên Bảo nghĩ như thế này. Định mệnh thì mỗi con người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau. Và đặc biệt là tình cảm của cả hai với nhau là khi mà chúng ta kết hợp lại với nhau thì phải là dung hòa và vun đắp cho nhau thì ngày càng nó mới thăng hoa, đúng không? Đúng rồi. Thì bản thân Nguyên Bảo cũng có một cái gọi là định mệnh riêng của mình. Nhưng mà bây giờ anh Thơ cũng như là quý vị khán giả ở đây muốn biết cái định mệnh của Nguyên Bảo như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta hãy đến với một nhạc phẩm tiếp theo, Định Mệnh, sáng tác của Song Ngọc, qua phần trình bày của ca sĩ Uyên Trang cùng với anh hai Lam Trường. Chi một định mệnh buồn để chua xót những gì cho nhau, người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trong theo ngậm ngùi, tình yêu mất đi còn đâu. Em đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi, phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Dù thương tiếc vẫn là biệt ly, đời cớ sao lại lắm u sầu, em không mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Thank you.
em đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, tôi trách chi người sang sông. Làm gì dù thương tiếc vẫn là biệt ly, đời cớ sao lại lắm u sầu, em không mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nhau. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em không mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng.